đăng ảnh tình tứ, Hồ Quang Hiếu vẫn vô tư nói xấu Bảo Anh. Dòng trạng thái cùng hình ảnh mà nam ca sĩ vừa chia sẻ trên mạng xã hội khiến khán giả người hâm mộ vô cùng thích thú. Dù chuyện tình của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh râm ran suốt một thời gian dài trong showbiz, nhưng mãi đến khoảng tháng 10/2016, nữ ca sĩ mới xác nhận cả hai đang hẹn hò. Khán giả người hâm mộ vô cùng vui mừng trước thông tin này từ cặp đôi trai tài gái sắc. Từ khi công khai với khán giả với truyền thông, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu cũng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với nhau. Mới đây, nam ca sĩ vừa chia sẻ bức ảnh mặc đồ đôi với Bảo Anh lên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái nói xấu người yêu, chụp với người hay bắt nạt mình. Sau 2 giờ đăng tải, bức ảnh trên nhận được 153.000 lượt yêu thích, 1.000 người bình luận cũng như hàng trăm lượt chia sẻ. Dĩ nhiên, đó là những lời khen ngợi hay trêu chọc cặp đôi trong khoảnh khắc vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Ngay lập tức, Bảo Anh cũng vào bình luận phản pháo bạn trai vô cùng đáng yêu. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Hồ Quang Hiếu cho biết anh vô cùng trân trọng Bảo Anh vì cô luôn thấu hiểu cho anh. Giọng ca Con Bướm Xuân cũng khẳng định đã vì người yêu mà thay đổi rất nhiều. Tình cảm của chúng tôi cũng như tình cảm của bao người khác thôi. Tôi nghĩ mình cũng đã thay đổi nhiều thứ để có thể hòa hợp với người yêu hơn. Chẳng hạn, tôi hơn Bảo Anh đến 8 tuổi. Trước đây tôi khá xuề xòa trong cách ăn mặc khiến mình lớn hơn tuổi. Nhưng khi yêu Bảo Anh, trang phục của tôi hợp thời hơn, trẻ trung hơn. Hồ Quang Hiếu cũng cho biết đã nghĩ đến chuyện trăm năm với Bảo Anh. Khi quyết định tìm hiểu một người, thấy người ấy hợp với mình thì việc nghĩ đến kết hôn là không tránh khỏi. Tôi từng đề cập chuyện này với Bảo Anh, tuy nhiên cô ấy còn trẻ, còn nhiều mơ ước chưa thực hiện. Tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật lòng nên quyết định sẽ chờ. Vả lại hiện nay, đàn ông đến 40 tuổi kết hôn cũng không còn là điều quá xa lạ. Trước đó, những bức ảnh chụp lại việc Bảo Anh lên tận trường quay để chăm sóc cho bạn trai cũng khiến khán giả người hâm mộ vô cùng thích thú. Choáng khi nghe Hoàng Kiều tiết lộ cho MC truyền hình ở Mỹ về chuyện ấy với Ngọc Trinh. Cứ nói nằm cạnh nhau mà chưa làm gì, nghe Hoàng Kiều kể sung mãn thế này ai cũng chạy mất dép. Trên trang Facebook của Hoàng Kiều mới chia sẻ một clip. Ông được một phóng viên kênh truyền hình của người Việt tại nước ngoài phỏng vấn. Trong clip, ông Hoàng Kiều chia sẻ ngắn về chuyện tình yêu của mình với Ngọc Trinh, đồng thời mời mọi người tham dự đêm nhạc tri ân của mình và bạn gái. Ngoài ra, ông cũng thay mặt Ngọc Trinh gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người bạn yêu mến. Điều đáng chú ý nhất là người đàn ông dẫn chương trình còn tiết lộ một điều rất quan trọng ngay sau khi được gặp gỡ tỷ phú Hoàng Kiều. Đối diện với ông Hoàng Kiều thì chúng ta có thể thấy ông rất vạm vỡ, mặt mày nứt da nứt thịt rất đỏ. Ông còn nói sức khỏe của ông giờ ngon lành và đêm 7 ngày 3 như thường. Theo như chia sẻ của phóng viên này, thì ngoài đời ông Hoàng Kiều nhìn rất khỏe mạnh, vạm vỡ, ngoài ra tình hình sức khỏe rất sung mãn. Câu nói đêm 7 ngày 3 trước kia thường dùng để chỉ việc ăn uống điều độ, đêm ngủ 7 tiếng ngày ăn 3 bữa. Tuy nhiên, hiện tại thì cụm từ này phổ biến trong cách nói về chuyện ấy của các cặp vợ chồng. Như vậy, dù có được hiểu theo cách nào thì đều có thể thấy tỷ phú Hoàng Kiều là một người sinh hoạt điều độ, khoa học, sức khỏe rất tốt, có thể yêu chiều bạn gái như bao trai trẻ khác. Hoàng Kiều từng phát biểu nằm cạnh Ngọc Trinh mà không làm gì, nhưng khi nghe đến chuyện đêm 7 ngày 3, chắc nhiều người sẽ rất hốt hoảng. Cặp đôi là tình tứ ở bất cứ nơi đâu, hai người có những khoảnh khắc xì tin chẳng kém các cặp đôi trẻ khác. Sau khi công khai tình yêu với tỷ phú Hoàng Kiều, giàu nhất thế giới, Ngọc Trinh đã hot lại càng hot thêm. Vũ Hà tiết lộ lý do nghỉ chơi với Mr. Đàm mấy năm trời. Nam ca sĩ chia sẻ kỷ niệm vui buồn khi tái ngộ người bạn thân trong game show mới. Trong buổi họp báo ra mắt MV Vì Anh Là Soái Ca, Mr. Đàm trân trọng giới thiệu Vũ Hà là người bạn thân đã gắn bó với anh hơn 20 năm. Hai ca sĩ biết nhau từ thuở Hàn Vi, cùng trải qua nhiều khó khăn trước khi gây dựng được tên tuổi trong lòng khán giả. Vũ Hà vào nghề trước Mr. Đàm, từng đứng ở vị trí cao hơn, dìu dắt đồng nghiệp cùng phát triển. Tuy vậy, anh có thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lập gia đình, chăm lo cho tổ ấm nên bị Đàm Vĩnh Hưng vượt mặt. Vũ Hà kể khi Mr. Đàm chưa nổi tiếng, anh hay đưa bạn đi diễn cùng mình. Tôi bắt Hưng nói giọng Bắc để giả làm em bà con của tôi. Mặt hai đứa giống nhau nên bầu show nào cũng tin. Lúc đầu lịch hát của tôi kín mít, nhưng khi dắt Hưng theo thử giọng, người ta cắt 3 ngày hát của tôi để nhường cho Hưng. Tôi từng nói đùa là sẽ không bao giờ dắt ai đi hát cùng nữa. Vũ Hà bật cười khi nhớ lại kỷ niệm cũ.
thương nhau là vậy, nhưng cũng có khoảng thời gian vì hiểu lầm nên Vũ Hà và Mr. Đàm giận nhau mấy năm trời. Lúc Hân ra album đầu tiên có bài Cho Em Một Ngày, Hân hát giống Thanh Lam như đúc. Tôi nói thẳng, sao giọng mày hay mà mày hát y chang Thanh Lam vậy? Tao ghét nhất là đứa bắt chước. Hân nghe xong từ ái không nói chuyện với tôi nữa. Đang giận nhau, tôi lại nghe có người nói Hân tuyên bố không bao giờ song ca với tôi. Tôi bực bội nghĩ thầm, mày không hát với tao thì tao chết chắc. Sau đó vì bận bịu nên chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau. Mãi đến một lần cúng tổ, hát cùng Hân xong tôi hỏi, mày nói không hát với tao mà. Hân bất ngờ hỏi lại, tao nói vậy hồi nào? Thế là chúng tôi phát hiện đã bị người khác đâm thọc, dẫn đến hiểu lầm nhau. Tôi và Hân làm hòa thân nhau như trước, Vũ Hà tâm sự. Nam ca sĩ nói, anh không buồn hay chạnh lòng vì hiện tại tên tuổi không hot bằng bản thân. Mới đây khi được mời tham gia game show Trời Sinh Một Cặp, Vũ Hà bất chấp ngồi ở vị trí thấp hơn ông Hoàng Nhật Việt. Vũ Hà làm huấn luyện viên cùng Trương Triệu Vũ, còn Đàm Vĩnh Hân là giám khảo. Tôi xác định tham gia chương trình này như một cuộc chơi, cứ làm hết khả năng thôi, không muốn tranh giành với ai. Có nghệ thuật, trên cơ hay dưới cơ không quan trọng, mà cốt yếu là vị trí của mình trong lòng khán giả. Tôi và Hân là bạn bè thân thiết, hai đứa ngồi chung một chương trình thì có cảm giác thoải mái như ở nhà vậy. Chúng tôi sẽ sáng tạo đủ trò để mang tới nhiều tiết mục hay cho khán giả, Vũ Hà nói. Vũ Hà tiết lộ, sắp tới anh và Đàm Vĩnh Hân có kế hoạch làm một dự án chung. Kỷ niệm tình bạn 20 năm, chúng tôi sẽ ra mắt một ca khúc viết riêng cho hai đứa. Vì trước giờ chỉ hát chung sân khấu chứ chưa bao giờ ra sản phẩm chung. Chương trình Trời Sinh Một Cặp với sự tham gia của đôi bạn thân Vũ Hà Đàm Vĩnh Hân phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 18 tháng 2. Đêm nào cũng được nam giới rủ đi khách, câu trả lời của Hồ Quang Hiếu khiến đối phương phát ngạn. Nếu biết bạn trai bị nhận lời đề nghị khiếm nhã thế này hàng đêm, Bảo Anh chắc cũng tá hỏa. Việc các sao nam bị nhắn tin hoặc gọi điện thoại quấy rối tình dục, gà tinh hay mời đi khách đã không còn quá xa lạ trong showbiz Việt. Bởi hầu hết những anh chàng trẻ trung đẹp trai đều trong tầm ngắm của những kẻ biến thái, thích quấy rối người khác. Trong trường hợp này, nhiều sao cũng chỉ im đi hoặc tự giải quyết bằng cách chặn số, tránh không cho đối tượng làm phiền mình thêm. Tuy nhiên, chắc chẳng ai như Hồ Quang Hiếu nghĩ ra cách siêu độc để trừng trị kẻ dở hơi này. Mới đây, nam ca sĩ đăng tải status trên trang cá nhân nhờ 500 fan hâm mộ nháy máy hoặc gọi điện chửi thằng này cho em cái. Nguyên nhân là anh chàng bị gọi điện, nhắn tin với lời lẽ khiếm nhã để gạ đi khách. Không hiểu nổi đó là dạng gì mà ăn nói biến thái thật, đêm nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi em có đi khách không. Tuy nhiên, việc Hồ Quang Hiếu đưa ra để từ chối lời mời này và lý do tuổi tác, em đã bảo em già rồi sức đâu mà đi. Anh chàng tự nhận có tuổi nên không đủ sức phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn chân thành khuyên người này nên gọi cho hot boy hoặc số cảnh sát. Có muốn thì gọi mấy đứa hot boy hoặc 113, chứ gọi em làm gì, chửi cho một tháng vẫn cứ như không. Mong mọi người tiễn hộ cái vòng này cho em với. Câu trả lời lầy lội, tương tự đúng với tính cách hài hước của Hồ Quang Hiếu khiến fan không thể nhịn được cười. Có lẽ sau dòng status cảnh báo này, kẻ biến thái cũng chả dám gọi điện hay làm phiền anh chàng thêm một lần nào nữa. Về quê chồng phát quà cho bà con, Thủy Tiên lại bị nhắc nhở vì lời ăn tiếng nói. Về quê ông xã Công Vinh tặng quà Tết, nhưng một lần nữa bà xã Công Vinh lại bị góp ý vì cách dùng từ. Có thể thấy lần nào làm từ thiện, Thủy Tiên cũng bị ném đá. Trong đợt làm từ thiện vài tháng trước, nữ ca sĩ ủng hộ 250 triệu xuống tận nơi trao quà cho đồng bào miền Trung, nhưng cô vẫn bị chê mặt lạnh lùng, đưa quà như bố thí, thiếu thiện cảm khiến nhiều người nghĩ rằng cô nàng không có số làm từ thiện. Trước đó, trong lần xây cầu từ thiện cho trẻ em nghèo đến trường được thuận tiện hơn ở Tân Thạnh, Kiên Giang, vợ chồng Công Vinh cũng nhận được không ít lời chê trách. Nhiều người cho rằng cây cầu không được chắc chắn, nhìn như tạm bợ vì lan can nhỏ và thưa, mặt cầu đổ bê tông trơ đá khiến Thủy Tiên phải mệt mỏi lên tiếng giải thích. Mới đây, Thủy Tiên hào hứng khoe niềm vui làm việc thiện của hai vợ chồng. Cuối năm tranh thủ về quê chồng phát gạo, dầu ăn, đường, bột nêm và tiền cho bà con ăn Tết. Điểm thứ hai Nghệ An, điểm đầu ở Hà Tĩnh. Hai vợ chồng tới tận nơi trao quà Tết cho từng hộ nghèo, các cụ già neo đơn và các học sinh nghèo học giỏi. Nhưng cũng ngay sau chia sẻ này, có người lại vào góp ý về cách dùng từ của nữ ca sĩ. Tài khoản này cho rằng dùng từ phát là không hợp lý. Đáp lại người hâm mộ,
vợ Công Vinh cũng trả lời thẳng thắn: quê chị mọi người hay gọi là phát quà phát gạo cho bà con, vậy phải nói thế nào giờ mới đúng hả em? Ngoài những lời khen, Thủy Tiên bị fan nhắc nhở về cách sử dụng câu chữ